Một quán bún chả cá đặc biệt gây thương nhớ ở Huế. Hôm nay không ăn ở nhà nữa, ra Huế ăn bún chả cá với tôi không? Ở đây bún cá sẽ ăn kèm với giá và rau má, thêm một xíu ớt cay. Đặc biệt không thể thiếu chén dưa hành muối đặc trưng của Huế, giòn ngon mà không hăng xíu nào. Ớt sa tế ở Huế thì siêu cay luôn đó nha, nhìn cho vừa thôi đó. Thêm một chút xíu rút Huế thì xin phép được gọi tô bún chả cá này là cái ghế, bởi vì nó ngon không phải bàn. Tô đặc biệt như thế này thì ngập ngộ tốt bên luôn, vừa chả chiên vừa chả hấp, nhưng chỉ có 30 cằm thôi. Nhưng vẫn phải gọi một chén chả măng thêm để ăn cho nó đã cái nư của tôi. Rồi, biết tại sao tôi nói bún chả cá ở đây đặc biệt gây nhớ thương không? Bởi vì mình chỉ cần ghé ăn một lần thôi là cô chú sẽ nhớ như in sở thích ăn uống của mình luôn. Dù cho vài năm sau mình quay trở lại thì cô chú cũng sẽ không có quên. Mấy bạn tim không giá, không hành, chả chiên không chả hấp, chả hấp không chả chiên thì xin mời ghé để cô chú chiều nha. Ăn hết rồi nhưng vẫn ngồi hấp chén nước súp khí thế luôn, bởi vì nó quá là đậm đà đi. Và đây cũng là quán đầu tiên khiến mình ghé 3 ngày liên tiếp khi đi chơi ở Huế. Địa chỉ là 53 Nguyễn Chí Hiểu cho bạn nào cần nghe.